Xin lỗi các bạn thu nhập 5 triệu. Xin lỗi các bạn đừng yêu ai. Bạn làm khổ người yêu của bạn. Lương 5 triệu đừng lấy ai. Bạn làm khổ con vợ của bạn. Và lương 5 triệu xin lỗi các bạn. Đừng già, đừng cưới ai. Và đừng đẻ con, vì đơn giản con bạn sẽ sống trong bất hạnh. Trên đời này không có những người sinh ra để hợp nhau, mà chỉ có những người sinh ra luôn cố gắng để hợp nhau. Anh luôn kể mã, đôi lúc anh nghĩ tới chuyện chia tay khi đám cưới đã xong. Buồn lắm cho các bạn. Chuyện người lớn mới là vậy. Nhưng anh muốn nói một chuyện là gì, anh có nguyên tắc của anh. Muốn chia tay đúng không? Một, muốn chia tay thì hai đứa nắm tay nhau về nói chuyện với ba má hai bên. Đừng chia tay qua tin nhắn.